Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà nằm ở đường chiến lược, đầu đường chiến lược phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gần chợ Cây Gia Xà ha. Gần chợ Phú Lâm. Căn nhà mình thì nằm ở hẻm ô tô nha. Nhà mình thì được xây mới toàn bộ nguyên căn luôn. Và nhà có giấy chủ quyền Hồng Hoàng Công rồi, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha. Căn nhà này thì có kích thước ngang là 4,5 m và chiều dài là 13,5 m nha cô chú anh chị. Nhà có giấy chủ quyền Hồng Hoàng Công đầy đủ. Cửa thì cửa phòng là xài bằng cửa gỗ căm xe. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới cũng xài bằng gỗ căm xe luôn ha. Nhà rất đẹp. Do nhà mình rộng dài nên mình chừa cái lửng, mình chừa một khoảng lửng này cho nhà nó sáng ha. Và hẻm phía trước nhà mình á là cao ráo sạch sẽ không ngập nước, hẻm 5 m nha cô chú anh chị. Đó, hẻm rộng ha. Kế bên nhà mình thì còn một cái hẻm chạy qua ha. Nhà mình sổ hồng hoàn công đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Nhà thì nằm ở hẻm ô tô ha. Hiện tại thì chủ nhà làm cao hơn mặt hẻm là khoảng chừng 6 tấc ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha cô chú anh chị. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha. Nhà mình có hai lớp cửa bảo vệ bên ngoài, một lớp cửa sắt lớn, bốn cánh loại lớn ha. Và cái đường này đi thẳng ra kia là ga 21, nó sẽ mở thông ra ngoài đường chiến lược luôn nha. Còn giờ thì mình sẽ đi theo đường này. Đó. Qua hẻm bên phải thì ra hẻm 114. Ngã trái thì ra hẻm 146 ha. Nhà mình có hướng chính là hướng đông bắc ha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Nhà có giấy chủ quyền Hồng đã hoàn công rồi luôn nha. Khu vực ngoài thì chủ nhà trang bị sẵn cho mình một cái tủ bếp nè. Rồi phía bên trong thì chủ nhà làm cao hơn phía bên ngoài khoảng 1,5 m ha cô chú anh chị. Cầu thang do nhà mình diện tích lớn nên nhà mình là cầu thang nép vào một góc. Đó, cô chú chị bạn thấy không? Nhà mình lót gạch bóng, gạch lớn ha, loại lớn nha, gạch 8 tấc. Đây khu vực phía sau, chủ nhà chừa một cái khoảng giếng trời nhỏ, còn phía dưới khu vực này thì làm nhà vệ sinh. Đó, giếng trời nè. Nhà mình mái đúc luôn nha cô chú anh chị. Ở đây chủ nhà làm cái đồ rửa tay ở bên ngoài ha. Rồi nhà vệ sinh ở dưới chợt nè. Đó, nhà vệ sinh ở dưới chợt ha. Dán tường cao lên đến trần luôn. Thiết bị vệ sinh là bồn cầu một khối ha, liền khối. Các vòi sơ, vòi xịt, vòi sen là inox 304. Toàn bộ là nhà mình là cửa đi là xài cái gỗ hết luôn cô chú anh chị, gỗ công xe ha. Và tủ bếp cũng vậy luôn. Bếp gỗ ha. Chủ nhà có làm một cái vách ngăn từ trong dưới ngoài ra nè. Bằng mấy cái thông đứng ha, thông gỗ đứng nha. Trụ cầu thang, trụ gỗ lớn nha. Mặt đi bằng đá hoa cương. Ở đây thì khu vực này là mấy cái khoảng cách này là chủ nhà lót bằng đá hết nha, đá hoa cương loại xịn ha. Tay vịn cầu thang bằng gỗ. Nhà mình có cái lửng, lửng này cũng cao muốn bằng cái đầu luôn cô chú anh chị. Nhưng mà nhà ở phía trước này có cái lửng nhà rất đẹp luôn, nhìn rất là thoáng. Đây là cái lửng nhà mình nè ha. Có đèn trang trí, đèn led âm trần. Phía trước còn có một bức kính cường lực lớn. Đây là cái lửng, ngoài đây mình làm phòng khách ha.
Rồi. Và nhà vệ sinh thì cái lửng này nhà vệ sinh ở ngoài. Hả? Vòi sen tắm loại sen thuyền loại lớn nha cô chú anh chị. Đèn cảm ứng. Rồi, ở đây thì mở ra để đồ ở đây ha. Đó, vòi tắm sen thuyền loại lớn nè. À, cái phòng dưới lửng nè, phòng dưới lửng thì có cửa sổ ra ngoài ha, lấy cửa sổ lấy cái gió, lấy không khí, lấy ánh sáng từ cái khoảng giếng trời. Đèn led âm trần, đèn clip, đèn tiếp tăng cường, đèn ngủ đầy đủ hết ha. Ở trên đây là có hệ thống dây điện đi giáp dòng xung quanh đây luôn nha. Rồi cáp internet gì đầy đủ hết, chỗ để gắn máy lạnh luôn nè. Đó, đây khu vực giếng trời. Cửa là cửa gỗ gâm xe nha cô chú anh chị, cửa gỗ gâm xe ha. Do chiều ngang nhà mình đến 4,5 m á nên nhà rất rộng luôn ha. Rồi, mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu 1 nha, đây là khu vực lửng. Cầu thang rất là thoải, đi rất là thoải mái luôn ha. Đèn cầu thang nè, cô chú anh chị bạn nhìn lại xuống dưới nè, rất đẹp luôn ha. Và nhà mình ở phía sau một phòng, phía trước một phòng nha, khu vực cầu thang đi lên nè ha, rất ok luôn nha. Đây phòng phía sau nè, cửa này cửa gỗ gâm xe ha. Phòng phía sau cũng có cửa sổ ha. Đèn led âm trần, đèn tiếp, đèn ngủ. Rồi đi sẵn ống đồng máy lạnh rồi sẵn hết luôn ha. Phòng này thì có một nhà vệ sinh bên trong. Ở nhà vệ sinh nè ha, vòi tắm sen thiền mới luôn, chưa sử dụng luôn ha. Đèn cảm ứng. Nhà vệ sinh thì dán tường cao đến trần luôn. Nhà vệ sinh này nhà là nhà vệ sinh thứ ba ha. Căn phòng này là căn phòng thứ hai. Cửa sổ mở ra nè. À, xin nhắc lại nhà mình là chủ trang bị sẵn cho mình cáp internet đầy đủ hết luôn ha. Phòng phía trước của lầu lầu 2. À, phòng này phòng thứ 3 nha. À, cửa gỗ nè, CB tổng nè. Phòng này có nhà vệ sinh bên trong nè. Đó. Nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh thứ 4 ha. Cũng vòi tắm sen thuyền loại lớn luôn nha. Mới là chưa sử dụng luôn nha cô chú anh chị. Còn mới luôn chưa sử dụng ha. Đèn cảm ứng ha. Đây có tủ sẵn luôn nè, chìa khóa để trên đây. Đó, bồn bảo hành 20 năm. Phần sứ ha. Phụ kiện bảo hành 20 năm. Bảo hành 20 năm, phụ kiện 3 năm. Nhà mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời ha. Nè, đồ đỏ đỏ và xanh nè. Cô chú anh chị bạn nào mà thấy căn nhà này ưng ý thì alo cho chủ Hồng để đi xem ha. Giá cả là còn thương lượng với chủ nhà nha cô chú anh chị. Giá cả là mình còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà ha. Đó. Ban công phía trước nè. Ở đây thì ban công này là ở trên là gò sắt, còn đây là bằng đồng nha. Bằng gang chứ. À, nhà mình chiều ngang lớn nên chủ làm cái trụ thêm ở giữa nè. Rất ok luôn ha, hẻm trước nhà nè ha. Đối diện nhà mình là nhà cao tầng nè ha, khu dân cư hiện hữu nha cô chú anh chị. Ở đây thì chủ dán ngói rồi nè. Đèn led, đèn màu, đèn trang trí gì đầy đủ hết luôn ha.
Ở phía trước này thì có một cửa đi ra ngoài và một cái cửa sổ có trong sắt bảo vệ rồi, ở trên thì có lam sáng luôn ha. À, chủ nhà đi sẵn cáp đồ rồi, nguồn cấp máy lạnh đồ đầy đủ hết ha. Xin nhắc lại là chủ nhà là sử dụng là vòi tắm, cái vòi sen, cái bộ tắm là sen thuyền loại lớn nha. Đây là cái phòng ngủ thứ, cái phòng ngủ thứ ba và cái nhà vệ sinh thứ tư ha. Ở dưới chợ thì chủ để trống, chủ nhà để trống ở dưới chợ ha. Đây là cửa gỗ nha. Bây giờ mình đi lên lầu tiếp, đi tiếp lên lầu ha. Giá cả là mình vẫn thương lượng trực tiếp với chủ nhà nha cô chú anh chị, bạn nào cứ thấy căn nhà này ưng ý thì tiền bạc thì không có thành vấn đề, gặp chủ nhà để thương lượng thêm nha. Hả? Cô chú chị bạn nhìn thấy là ở đây là chỗ chủ nhà chừa cho mình để mình lắp cái máy giặt. Hả? Có nguồn này ha, nguồn điện nè, rồi nguồn nước nè, nước nóng lạnh luôn. Phía sau một phòng, phía trước một phòng. Phòng này là phòng thứ 5 và phòng này là phòng thứ 6. Phòng này là phòng thứ 6 ha. Cầu thang đi lên. Ở trên đây là máy đúc. Cầu thang nhìn xuống dưới nè. Đây là tầng thứ 4. Vòi tắm đây cũng là vòi tắm sen thuyền luôn ha. Cái nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh thứ 5 nha. 6 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh ha. Tường nhà vệ sinh thì dán lại cao lên, dán cao đến trần hết rồi. Cửa thì cửa gõ đỏ ha. Đó, phòng này thì có dán tranh Hàn Quốc. Có cửa sổ thông ra ngoài khoảng giếng trời luôn nè. Nó khu vực này là khu vực giặt ủi đó cô chú anh chị. Đó, đây là chỗ thoát nước nè. Rồi nguồn nước vô vòi xanh vòi đỏ. CB tổng của tầng này không tắt. Ổ điện để gắm cắm máy giặt. Và ở dưới đây là nguồn nước cấp, nguồn nước thả. Rồi phía ngoài đây ha. Phòng phía trước nè. Đó, phòng phía trước, phòng này là phòng thứ 6 nha cô chú anh chị. 6 phòng ngủ, phòng nào cũng là cửa gỗ hết luôn. Gỗ khăm xe, gỗ này gỗ đỏ chứ. Đó, rất ok luôn ha. Rồi, ở đây thì cô chú chị bạn nhìn ha. Ở đây là từ công tắc, ổ cắm. Ở trên cái lỗ đó để mình đi dây điện. Đó. Đèn LED, đèn màu, đèn ngủ. Đầy đủ hết luôn ha. Trên đây thì cửa đi ra ngoài nè, ban công. Đó, ban công này nhỏ thôi. Bên kia có cái cửa sổ. Là ở mình có cái đường lên trên nóc nhà luôn, nhưng mà do chủ nhà làm hoàn công xong thì chủ nhà sẽ làm cái cầu thang lên. Hiện làm hoàn công rồi nhưng chủ vẫn chưa làm cái cầu thang lên ha. Về thì mình là có thể mình làm cầu thang lên thôi. Ở nhà mình đây ha, phía ngoài này nha, nhìn lại coi lại không gian phía ngoài này ha. À, ok ha. À, ngoài đó là đường chiến lược á, xe chạy ngoài đó là đường chiến lược á, cô chú gì nhìn thấy không? À, xe chạy qua lại đó, xe qua lại đó là đường chiến lược á. Rồi, Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà này ha. Nhà mình có hướng chính là hướng đông là sang hướng bắc nha cô chú anh chị. Và căn nhà này á thì có giấy chủ quyền hồng và đã được hoàn công rồi. Chiều ngang của nhà mình á là chiều ngang nhà mình là 4,5 m và chiều dài là 13,5 m ha. Nhà có kết cấu một trệt một lửng, cái lửng gần thành cái lầu rồi. Với hai lầu, tổng cộng là mình có
Tổng cộng của mình là có 5 nhà vệ sinh, 5 phòng ngủ. Rồi đây là cái sân phơi nhỏ của mình phía ngoài. Ở đây thì có cái cầu thang này, chủ sẽ làm cái cầu thang để đi lên trên cái máy chia thang ở đường này nè. Nhưng giờ hiện tại là chưa làm, hổm chủ đợi hoàn công xong rồi làm. Cái này thì đi lên nó hơi phiêu nên Vũ Hồng không có đi ha. Ở trên là cái máy đúc nha cô chú chị, đúc dài từ phía trước ra phía sau luôn, đúc dài từ trước ra phía sau luôn, có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời ở trên luôn á. Đó, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời ở trên luôn. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 4 tỷ 980 triệu hả cô chú anh chị? 4 tỷ 980 triệu giá chốt bán luôn nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79 kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để làm việc ha. Một căn nhà nằm ở hẻm ô tô đường chiến lược giáp với đường Bình Trị Đông, gần đường tỉnh Lộ 10. Vị trí rất là thuận tiện đi vào quận 6, quận 5 và các quận trung tâm. Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip review nhà ha. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video review nhà lần sau nha.